Thưa các bạn, có rất nhiều bài viết Trung Hoa Hồng đã chia sẻ về kỹ năng và kỹ thuật chăm sóc hoa hồng. Và cũng có rất nhiều câu hỏi liên quan tới bón phân cho hoa hồng lúc nào và bao giờ. Có lẽ tâm trạng của những người đang chăm sóc những cây hoa hồng muốn biết cụ thể một khung thời gian nào đó trong chu kỳ phát triển của cây hoa hồng để bón phân đạt hiệu quả cao nhất. Và điều này không phải ai cũng tường tận hiểu biết. Hôm nay Trung Hoa Hồng lên sóng chia sẻ với các bạn kinh nghiệm không phải lúc nào bón phân cho hoa hồng, mà ngược lại lúc nào nên ngừng mọi hoạt động bón phân cho hoa hồng. Thoạt đầu mới nghe thì là vô lý, nhưng ngay sau khi xem hết bài viết này, các bạn sẽ hiểu rõ tác hại của việc bón phân không đúng và chẳng may vì một lý do nào đó, không biết bạn cho gồng ăn không đúng chu kỳ. Xin mời các bạn hãy hướng lên màn hình xem những hình ảnh trực quan của cây hoa hồng khi chúng ta không nên bón phân, nhất là những cây hoa hồng đang được trồng ở trong chậu. Thưa các bạn, đây là hình ảnh những cây hoa hồng đang tàn mà chú hoa hồng vừa mới quay lúc 8 giờ sáng nay, ngày 26 tháng 8. Các bạn hãy nom thật kỹ, đây là lúc hoa hồng bắt đầu tàn và đóng quả neo non. Chúng ta không nên bón phân hay can thiệp bất kỳ chất gì gọi là dinh dưỡng vào cây hoa hồng trong lúc này. Vậy tại sao chúng ta không nên bón phân vào lúc này? Và nếu bạn cố tình bón thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thưa các bạn, từ lúc đóng nụ và lúc bung hoa hồng, cây hoa hồng đã vận dụng gần như tất cả những gì tích tụ được là dinh dưỡng cho sự bảo vệ nòi giống theo bản năng sinh tồn. Lúc này cây làm việc hết công suất để làm sao có thật nhiều dinh dưỡng nhất cho hoa to và đậu quả. Nhưng ở những cây lấy quả và hạt thì mới cần chăm sóc cho những lúc như thế này. Còn cây hoa hồng của chúng ta lại không lấy quả hay hạt, cho nên việc bấm bỏ hoa ngay sau khi hoa mới tàn, như các bạn đang nom thấy trên màn hình, hay cây đang tạo quả non, là một kỹ thuật để bảo vệ chất dinh dưỡng có trong cây, tránh tình trạng mất đi một cách vô ích. Và nếu trong lúc này bạn có nhu cầu cây ra những mầm to hay nách lá đầu tiên, thì kỹ thuật bấm ngọn này rất hiệu quả, bởi cây đã tích tụ được khá nhiều dinh dưỡng khi cắt bỏ được hoa tàn hay quả non đúng lúc. Ngược lại, nếu bạn có nhu cầu cắt cành, thì trong lúc này bạn không được bón bất kỳ một thứ phân, kể cả phân bón lá. Như Trung Hồng vừa nêu ở phần trên là không cho hoa hồng ăn bất kỳ thứ gì. Thậm chí bạn còn phải hạn chế nước để cây hoa hồng có một thời gian nhất định nghỉ ngơi để chúng ta chuẩn bị cắt cành. Nếu bạn cố tình bón thì những mầm nó sẽ ra và tưới ẩm đều, thì những cái mầm nó sẽ ra rất nhanh ở những cái nách lá đầu tiên sát cái vết bạn bấm. Nếu mầm ra như vậy chỉ thuận lợi cho lúc bạn nuôi cành và nuôi lá, nuôi thân để lấy cành mẹ. Còn lúc chúng ta chuẩn bị cắt cành cho lỡ hoa đầu mùa, hoa chính vụ như thời gian tới đây, ngày mùng 5 hay mùng 10 tháng 8, thì chúng ta không nên làm điều này. Mà ở thời điểm hiện tại, hôm nay ngày 26 tháng 8,
năm 2020 với thể trạng như thế này, chúng ta không nên bón bất kỳ thứ gì cho cây hoa hồng ăn. Và như Châu Hồng vừa mới chia sẻ, chúng ta còn cần phải hạn chế nước để cây hoa hồng không thể nở mầm nhanh ở cái ngọn lúc chúng ta bấm các bạn nhé. Chỉ cần như vậy thì cây hoa hồng sẽ không có thức ăn và tích tụ được những dưỡng chất và nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian nhất định. Châu Hồng tạm thời nói là 10 đến 15 ngày nữa thì chúng ta sẽ cắt cành, ví dụ như vậy. Nhưng nếu chúng ta cho ăn thì không đợi đến lúc đó, nghĩa là chưa đến lúc chúng ta cắt cành thì những mầm hồng này đã phật ra, mà chúng ta đã phí phạm một chất dinh dưỡng nhất định khi mầm đang non chúng ta phải cắt cành, tước bỏ để đạt một mục đích chính là tạo ra những cành mẹ để những mùa hoa chính vụ, lứa hoa chính vụ tiếp theo cho ra những cành trụ cột. Đó là hai nguyên nhân mà Châu Hồng vừa mới chia sẻ với các bạn là tại sao lại không cho hoa hồng ăn trong lúc này mà phải cấm tuyệt đối thức ăn như Châu Hồng vừa phân tích với các bạn. Kính thưa các bạn, những hình ảnh các bạn đang được đón thấy trên màn hình là Châu Hồng vừa mới quay những cây hoa đang tàn trên những tầng hoa nhà mình sáng nay. Như Châu Hồng cũng đã nói với các bạn ở phần trên, ở thời điểm hiện tại, thể trạng cây hoa của nhà mình như thế này, thì 1-2 hôm nữa mình sẽ bấm nổ đi và mình không cho ăn bất kỳ thứ gì đã cách đây gần 1 tuần. Cứ để như thế này thì các bạn mới giữ được cây hoa hồng 15 đến 20 ngày nữa nó không nhí mầm ở cái nách lá đầu tiên các bạn nhé. Nhưng nếu trời cứ mưa các bạn ạ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nếu thời điểm hiện tại trời cứ mưa thì những mầm ở nách lá đầu tiên, bởi vì những cây hoa hồng hiện tại là đang thả rung, nếu trời cứ mưa mà thuận lợi thì chúng ta cũng không ngăn cản được sự đâm chồi nảy lộc của cây hoa hồng trong những cái nách lá như phía đầu ngọn ngay chút chỗ ta bấm hoa. Và như vậy nếu chúng ta đến ngày mùng 5 hay mùng 10 tháng 8 âm lịch cắt cành thì chúng ta phải cắt bỏ những cái mầm đã chót ra trước đó, qua đó đã tiêu hao mất một số dinh dưỡng mà đáng lẽ ra khi chúng ta cấm nước hoặc cấm phân cho ăn chúng sẽ tích tụ lại được. Cho nên thưa các bạn, thế mới biết thời tiết và thiên nhiên là hai cái quyết định chứ không phải kỹ thuật của chúng ta quyết định vấn đề cho ra nảy mầm hay không nảy mầm ở một cành hoa hồng. Châu Hồng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết bài viết mà Châu Hồng chia sẻ với các bạn. Lúc nào thì nên cấm bón phân cho hoa hồng, và những lý giải như ở trên Châu Hồng vừa trình bày chắc chắn sẽ lập hài lòng phần nào một số bạn đang có kỹ năng và kỹ thuật muốn chăm sóc những chậu hoa hình hồng của mình có điều kiện phát triển tốt để đợi một mùa hoa chính vụ sắp tới phát triển rực rỡ và đạt được những hiệu quả như mong muốn. Châu Hồng xin cảm ơn và kính chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bạn.